Thưa quý vị, sáng qua ngày 19 tháng 5, đoàn công tác Ủy ban Kinh tế của Quốc hội đã đi khảo sát dự án đầu tư đường vành đai 3 qua 4 địa phương gồm thành phố Hồ Chí Minh, Long An, Bình Dương và Đồng Nai. Đoàn khảo sát của Ủy ban Kinh tế của Quốc hội đến khảo sát trực tiếp tại nút giao Bến Lức thuộc địa phận tỉnh Long An, nơi giao giữa tuyến vành đai 3 và cao tốc thành phố Hồ Chí Minh - Trung Lương. Nghe đại diện tỉnh Long An báo cáo nhiều nội dung cụ thể như đoạn tuyến qua địa bàn có khoảng 350 hộ dân bị ảnh hưởng, trong đó có hơn 100 hộ dân cần được tái định cư. Địa phương sẽ hoàn thành giải phóng mặt bằng trong quý 2 năm 2023. Tiếp đó, đoàn khảo sát di chuyển theo quốc lộ 1 về các nút giao Bình Chiểu, Tân Vạn của tuyến vành đai 3 qua địa bàn tỉnh Bình Dương. Tại buổi họp với lãnh đạo thành phố Hồ Chí Minh, Long An, Bình Dương và Đồng Nai, đoàn công tác của Ủy ban Kinh tế của Quốc hội đánh giá cao sự quyết liệt trong chuẩn bị dự án vành đai 3, đề nghị thành phố Hồ Chí Minh làm rõ vai trò đầu mối thực hiện, chỉ rõ sự phối hợp, tham gia của các địa phương trong cả quá trình thi công, kết nối và thực hiện các dự án thành phần, làm rõ hơn nguồn vốn đầu tư của địa phương khi làm đường song hành cũng như công tác giải phóng mặt bằng và tái định cư. Dự án vành đai 3 có quy mô hơn 76 km, được thực hiện theo hình thức đầu tư công với tổng mức đầu tư 75.378 tỷ đồng. Dự án có vai trò hết sức quan trọng trong kết nối liên vùng, kết nối Đông Nam Bộ với Tây Nam Bộ và hành lang xuyên Á, thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội và bảo đảm quốc phòng an ninh. Văn phòng Chính phủ vừa ban hành thông báo về kết luận của Phó Thủ tướng Lê Văn Thành tại buổi kiểm tra tiến độ triển khai dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành. Thông báo của Văn phòng Chính phủ nêu rõ, thời gian thực hiện dự án sân bay Long Thành chỉ còn khoảng 4 năm. Phó Thủ tướng Lê Văn Thành yêu cầu các đơn vị liên quan tiếp tục duy trì nhịp độ hoạt động công trường như hiện nay, rà soát xác định các công việc, hạng mục công trình đối với tất cả các gói thầu, tổ chức giao ban hàng tháng để kịp thời giải quyết các khó khăn vướng mắc. Ban quản lý dự án giám sát chặt chẽ việc triển khai thi công của các nhà thầu, bảo đảm thời gian thi công các hạng mục, chú trọng đặc biệt đến chất lượng công trình, tuyệt đối không để xảy ra tư lợi cá nhân. Việc triển khai thiết kế, thi công nhà ga hành khách, đường cất hạ cánh phấn đấu khởi công vào quý tư năm nay. Bộ Giao thông Vận tải khẩn trương nghiên cứu đề xuất mở rộng tuyến đường cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh - Long Thành - Dầu Giây và tuyến đường song song với cao tốc này để bảo đảm nhu cầu kết nối, không xảy ra tình trạng ùn tắc giao thông. Phó Thủ tướng Lê Minh Khái vừa ký công điện số 431 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường các biện pháp triển khai hỗ trợ người lao động, người sử dụng lao động, phát triển thị trường lao động và bảo đảm an sinh xã hội. Công điện số 431 của Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tiếp tục tăng cường triển khai thực hiện các nhiệm vụ giải pháp được giao tại Nghị quyết số 11 năm 2022 của Chính phủ về chương trình phục hồi và phát triển kinh tế xã hội và triển khai Nghị quyết số 43 năm 2022 của Quốc hội về chính sách tài khóa tiền tệ hỗ trợ chương trình. Thực hiện chính sách hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động bảo đảm hoàn thành trong tháng 8 năm 2022. Tập trung thực hiện các chính sách còn hiệu lực theo Nghị quyết số 68 năm 2021 về hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động khó khăn do đại dịch COVID-19. Hướng dẫn doanh nghiệp, đặc biệt là các doanh nghiệp trong khu công nghiệp, khu chế xuất, thực hiện chính sách hỗ trợ đào tạo duy trì việc làm cho người lao động. Thực hiện tốt các nhiệm vụ tại chỉ thị số 16 năm 2021 của Thủ tướng về bảo đảm việc làm bền vững, nâng cao mức sống của công nhân lao động. Đẩy mạnh tuyên truyền vai trò, lợi ích lâu dài của việc tham gia bảo hiểm xã hội, hạn chế tình trạng hưởng bảo hiểm xã hội một lần, không để xảy ra tình trạng trục lợi bảo hiểm xã hội. Bộ trưởng Bộ Lao động Thương binh và Xã hội chỉ đạo thực hiện các biện pháp hỗ trợ người lao động, người sử dụng lao động, phát triển thị trường lao động, bảo đảm an sinh xã hội. Huy động vốn qua thị trường trái phiếu là kênh quan trọng do dòng vốn dài hạn của doanh nghiệp và cần được xây dựng hạ tầng pháp lý điều tiết một cách lành mạnh. Đây là nhận định đưa ra tại diễn đàn Phát triển thị trường trái phiếu doanh nghiệp hiệu quả bền vững được tổ chức vào chiều qua tại Hà Nội. Trong 4 tháng đầu năm, quy mô phát hành trái phiếu doanh nghiệp đã giảm so với cùng kỳ năm ngoái, đặc biệt trái phiếu của các doanh nghiệp bất động sản. Điều này cho thấy thị trường đang được kiểm soát chặt chẽ và đã giảm nhiệt. Tuy nhiên, thị trường vẫn đòi hỏi những quy định pháp lý chặt chẽ hơn nữa. Bây giờ phải quy định chặt chẽ hơn, yêu cầu rõ ràng hơn về tính công khai minh bạch của doanh nghiệp. Thứ hai là phải gắn doanh nghiệp thực hiện những cam kết của mình, những cam kết về sử dụng cái tiền phát hành trái phiếu như thế nào cho nó khớp với cái mục đích phát hành mà mình đã công bố, mà mình đã cam kết ban đầu. Nhiều ý kiến cho rằng hệ thống ngân hàng thương mại đang quá sức trong vay vốn dài hạn, do đó huy động vốn qua thị trường trái phiếu vẫn là kênh vô cùng quan trọng để lành mạnh hóa thị trường.
cần vừa kiến tạo phát triển, vừa kiểm soát được rủi ro. Trước mắt cần giải quyết dứt điểm các vụ việc sai phạm để củng cố niềm tin cho các nhà đầu tư cũng như tránh tạo tiền lệ xấu.